được bầu làm đại biểu của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Chương trình hành động tôi có 4 nội dung. Thứ nhất là bản thân xác định được Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, đại diện cho nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thì phải biết mình là một người đại diện và thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương. Như vậy, trách nhiệm đầu tiên của người đại biểu được nhân cử và là phải gần dân, hiểu dân và lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh kịp thời đúng thực tế đời sống của người dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có những hướng giải quyết thỏa đáng, vướng mắc, vấn đề phát sinh trong đời sống của nhân dân. Nội dung trong chương trình thứ hai là tư cách là một luật sư, tôi thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh và là một cộng tác viên của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Tây Ninh với chức năng tôn chỉ, hoạt động nghề nghiệp là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhân dân, góp phần bảo vệ công lý và bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa. Kính thưa hội nghị, nếu như được cử tri tín nhiệm, tôi có điều kiện hơn trong công tác tư vấn tuyên truyền pháp luật, nhận bào chữa và bảo vệ quyền lợi hợp ích hợp pháp cho miễn phí cho người dân trong các vụ việc theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Cũng với chức năng tôn chỉ hoạt động đó, tôi có chương trình hành động thứ ba là nêu lên được quan tâm đến vấn đề cải cách thủ tục hành chính, vì hiện nay có một số bộ phận cán bộ công chức khi thi hành công vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng và không đầy đủ trách nhiệm được giao, đã gây khó khăn phiền hà cho nhân dân, xâm hại đến lợi ích của nhân dân và làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi sẽ sử dụng các quyền năng luật định của người đại biểu, trong đó phát huy quyền giám sát và chất vấn thẩm vấn đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích pháp của nhân dân. Nội dung thứ tư của chương trình hành động của tôi là vì hiện nay với xu thế thế hoạch phát triển chung của cả nước thì Tây Ninh cũng đã có chính sách mạnh mẽ về thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Tỉnh nhà có rất nhiều nhà máy, nhiều xí nghiệp, nhiều công ty được thành lập. Tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm môi trường từ các nhà máy, xí nghiệp, công ty làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, tôi cũng quan tâm đến các chế độ, chính sách đời sống của công nhân đang làm việc trong các công ty, xí nghiệp, công ty nào và đảm bảo cho người công nhân được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.